Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Theo CNN, quân đội Nga đã giành được nhiều bước tiến mới ở ít nhất 3 địa điểm dọc theo mặt trận phía đông Ukraine. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau nhiều tháng tấn công, Nga đã giành được lợi thế ở khu vực phía bắc Kharkov. Điều này một lần nữa cho thấy nhu cầu cấp thiết của ép về vũ khí và đạn dược nhằm đối phó với Nga. Những tiến bộ về mặt chiến thuật của Nga hiện đang diễn ra hàng ngày và phản ánh nhịp độ mới trên chiến trường kể từ khi Moscow giành được thành phố công nghiệp Adipka vào tháng 2. Các bước tiến của Nga khá hạn chế, từ việc giành được vài trăm mét đến khoảng 1 km lãnh thổ, nhưng thường diễn ra cùng lúc ở nhiều địa điểm. Hiện các cuộc tấn công chính của Nga đang diễn ra tại khu vực Donetsk. Nhóm giám sát Deep State của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tiến về phía trước ở 8 địa điểm khác nhau, dọc theo 20 đến 25 km tiền tuyến trong khoảng thời gian 24 giờ. Một số blogger quân sự của cả hai bên nói rằng lực lượng Nga đã vượt qua một con sông và giành quyền kiểm soát các khu định cư Semenivka và Burichy. Trong tuyên bố trên Telegram, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Suyski xác nhận thông tin này. Đồng thời nói thêm, Nga đã triển khai bốn lữ đoàn thực hiện các hoạt động tấn công trong khu vực. Cách các khu định cư đó vài km về phía Bắc, Nga đã giành quyền kiểm soát Soloviov và một phần của khu định cư Keramik, xa hơn một chút về phía Nam lực lượng nga cũng đang tiến vào thị trấn công nghiệp krasnohorivka từ phía nam và phía đông giao tranh ác liệt đã diễn ra xung quanh nhà máy gạch lớn của thị trấn krasnohorivka đánh giá về tầm quan trọng của trận chiến một blogger quân sự người nga cho rằng việc nga giành được nhà máy vật liệu chịu lửa đồng nghĩa với việc pháo đài krasnohorivka bị sụp đổ vì vùng ngoại ô phía bắc của khu định cư là các tòa nhà tư nhân ukraina sẽ rất khó bảo vệ nơi này nếu nhà máy bị mất cách khoảng 180 km về phía Bắc, lực lượng Nga cũng đã đạt được những thành công đầu tiên sau gần 3 tháng tấn công dọc theo phần tiền tuyến cắt vào khu vực Kharkov. Người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã có những bước đột phá đáng kể trong ngày qua, tiến được từ 1 đến 2 km vào ngôi làng Kidlipka. Nhìn chung, các tuyến đầu ở khu vực này là một trong những tuyến ổn định nhất kể từ khi Ukraine giành quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Kharkov vào cuối mùa hè năm 2022. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột, ngày 29 tháng 4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg đã đến Kiev trong chuyến thăm không được thông báo trước. Đây là lần thứ ba người đứng đầu NATO thăm Ukraine kể từ khi xung đột giữa nước này và Nga bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Tại cuộc họp báo chung ở Kiev, Tổng thống Zelensky nhận định quân đội Nga đang cố gắng tận dụng tình thế khi chúng tôi phải chờ đợi nguồn cung cấp từ các đối tác, đặc biệt là từ Mỹ. Theo đài BBC, ông zelensky đặc biệt chỉ ra nhu cầu của ukraina về đạn pháo và hệ thống phòng không ông zelensky nhận định quân đội nga đang chuẩn bị cho các hành động tấn công tiếp theo tại cuộc họp báo chung với ông zelensky ông stoltenberg đánh giá ukraina đã bị áp đảo về vũ khí trong nhiều tháng buộc phải hạn chế đạn dược thế nhưng vẫn chưa quá trễ để ukraina giành chiến thắng ông stoltenberg đồng ý rằng kiev cần vũ khí ngoài ra theo ông việc mỹ chỉ hoãn viện trợ quân sự cho ukraina suốt nhiều tháng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trên thực địa. Tuy nhiên, ông cho biết những hỗ trợ mới đang trên đường đến với Ukraine và sẽ giúp lật ngược tình thế. Term.in.ua dẫn nguồn tin từ chuyên gia phân tích quân sự Red Intel Panda của Osinth cho biết căn cứ không quân bí mật đang được hình thành gần thị trấn Alexeyevka, vùng Bengorod, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 70 km. Bengorod là khu vực có nhiều rừng, đất nông nghiệp và đồi núi có đường biên giới dài 540 km dọc theo rìa phía đông bắc Ukraine. Belgorod ở nơi chuẩn bị cho kế hoạch quân sự của Nga vào tháng 2 năm 2022. Khu vực này thường xuyên bị Ukraine tấn công từ khi lực lượng Nga rút lui khỏi vùng đông bắc Ukraine ngay từ đầu xung đột. Nhà nghiên cứu đã công bố các hình ảnh vệ tinh liên quan ghi lại các giai đoạn xây dựng của căn cứ. Chuyên gia này cho biết công việc chuẩn bị xây dựng đã bắt đầu vào năm ngoái với việc xây dựng đường băng vào tháng 7 năm 2023. Trong những tháng tiếp theo, Trước khi bước vào mùa đông, việc quy hoạch đường băng gần như đã hoàn thành. Vào khoảng đầu tháng 4 năm nay, sau khi băng tan, công việc xây dựng căn cứ đã được nối lại. Tính đến ngày 27 tháng 4, đường băng sân bay đang được phủ bê tông. Theo các thông tin thu thập được, nhà phân tích quân sự của OSINT xác định đường băng có chiều dài khoảng 1.800m, đủ để chứa nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm máy bay vận tải quân sự như AN-26, máy bay tấn công mặt đất Su-25 cũng như máy bay trực thăng. Red Intel Panda lưu ý rằng Alexei Yevka nằm trong khu vực cấm các chuyến bay dân sự qua lãnh thổ Nga. Vì vậy, ông suy đoán sân bay mới này đang được xây dựng cho mục đích quân sự. Vì không có báo cáo nào trên phương tiện truyền thông Nga về việc Nga phát triển một sân bay dân sự mới ở vùng Belgorod. Gần đây, Ukraine được cho là lại tăng cường tập kích căn cứ không quân Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Atak MS sau khi tập kích căn cứ hải quân Nga. Đòn đánh mới này cho thấy vai trò trọng yếu của tên lửa đạn đạo tầm xa trong cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine cụ thể ở đây là giúp Ukraine đánh sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Cách đây không lâu, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR thông báo rằng Ukraine tấn công vào sân bay Dzhankoy đã làm hư hại một số bệ phóng tên lửa, trạm radar và các khí tài khác. GUR cho biết thêm số máy bay bị đánh trúng hoặc bị phá hủy. GUR mô tả cuộc tập kích này là thành công, nhưng họ không cung cấp chi tiết nào về vũ khí được sử dụng cho cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cảm ơn các binh sĩ tham gia vào vụ tấn công chính xác này. Sân bay này được cho là nơi chứa một lượng lớn máy bay chiến đấu của quân đội Nga cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ, bao gồm các hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga, thiết bị dùng để bảo vệ lực lượng Nga trên bán đảo Crimea. Theo Riba, một blogger quân sự Nga nổi tiếng, các lực lượng Ukraine đã sử dụng khoảng 12 tên lửa thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS do Mỹ sản xuất để tấn công mục tiêu trên. Trước đó, quân đội Ukraine đã thực hiện các cuộc không kích bằng Atak MS và các căn cứ không quân Nga ở những vùng Nga mới kiểm soát, bao gồm các căn cứ ở Bediansk trong tỉnh Zaporizhia và các căn cứ ở Lugansk. Cuộc xung đột Nga-Ukraine gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp các phương tiện không người lái của cả hai bên đều tham gia thực chiến. Đoạn video được máy bay không người lái trinh sát của quân đội Ukraine quay lại cho thấy, người điều khiển drone FPV góc nhìn thứ nhất trong biên chế đại đội Bulava thuộc lữ đoàn cơ giới số 72 Ukraine đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào phương tiện mặt đất không người lái UGV của quân đội Nga đang di chuyển trong một khu dân cư bị tàn phá bởi chiến sự. Được biết, UGV trên là loại được quân đội Nga sử dụng cho mục đích hậu cần, chẳng hạn vận chuyển đạn dược và hàng hóa tới vị trí của binh sĩ. Dù hứng đòn tấn công từ khối thuốc nổ mang trên FPV Ukraine, nhưng khí tài Nga không bị phá hủy hoàn toàn. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm đoạn video trên được quay lại. Trang quân sự min.in.ua nhận định, đây là lần thứ hai trong hơn một tháng qua, phía Ukraine sử dụng các drone cảm tử Mang thuốc nổ để tấn công UGV quân sự Nga vào giữa tháng trước, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ một robot vận tải quân sự Nga gần thành phố Adipka. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này cũng đã tiến hành một cuộc không kích và pháo kích nhằm vào căn cứ phương tiện bay không người lái UAV của Ukraine tại một sân bay không xa thành phố Dnipro. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng Chiến dịch này liên quan đến các cuộc tấn công kết hợp của máy bay chiến đấu chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga. Cuộc tấn công nhắm vào các nhà chứa UAV tại sân bay Kamenka, cách thành phố Dnipro của Ukraine khoảng 20 km về phía đông nam. Bộ Quốc phòng Nga không nêu chi tiết về số lượng UAV bị phá hủy trong vụ tấn công. Tuy nhiên, trước đó truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở ngoại ô Dnipro. Đồng thời các quan chức địa phương sau đó nói rằng cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở hạ tầng không xác định. Theo thông báo, các kho chứa các loại đạn dược và thiết bị không quân tại các sân bay Priluki và Starokonstantinov ở miền Trung và miền Tây Ukraine cũng đã bị tấn công. Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogun cho biết, Moscow có kế hoạch tăng cường các cuộc tấn công vào các trung tâm hậu cần của Ukraine, nơi được cho là đang cất giữ vũ khí do phương Tây cung cấp. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu của Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng, bao gồm các kho dầu và nhà máy lọc dầu. Trước tình hình này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow vào một thời điểm nào đó có thể thiết lập một hàng rào an ninh ở các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo và các mục tiêu ở Nga. Một đoạn video gần đây do không quân Ukraine công bố cho thấy một phi công lái máy bay Su-27 sản xuất từ thời Liên Xô đã sử dụng máy tính bảng gắn trong buồng lái để phóng tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 được Mỹ cung cấp Màn hình của chiếc máy tính bảng hiển thị bản đồ và một số dữ liệu khác Do gần ở vị trí nằm ngang máy che quất nhiều thiết bị chính trong buồng lái và dường như thay thế vai trò báo dữ liệu chuyến bay của chúng Ông William Lapalante Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay Ukraine có rất nhiều máy bay thời Liên Xô Khi làm việc với người Ukraine chúng tôi có thể sử dụng iPad để khởi động nhiều vũ khí của phương Tây và khiến chúng hoạt động trên những chiếc máy bay đó Họ dễ dàng học được việc điều khiển chỉ trong vòng một tuần kể từ khi được cung cấp vũ khí. Hiện chưa rõ chính xác những chiếc máy tính bảng được sử dụng như thế nào, trong khi ông Laplante không cung cấp thêm chi tiết. Tuy nhiên, theo The War Zone, một ấn phẩm chuyên về quốc phòng, các máy bay chiến đấu thời Liên Xô của Ukraine thiếu hệ thống dữ liệu cho phép tương thích liền mạch với các loại vũ khí của phương Tây như HAM. Vấn đề tương tự xảy ra với các loại vũ khí công nghệ cao khác, bao gồm bom dẫn đường chính xác Hammer do Pháp cung cấp và tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh. Tuy nhiên, máy tính bảng đã trở thành vị cứu tinh khắc phục được vấn đề đó. Chúng cũng có thể được sử dụng để điều hướng và hiển thị dữ liệu quan trọng để giúp phi công hoàn thành nhiệm vụ thành công. Theo đánh giá, máy tính bảng đóng vai trò rất quan trọng để Ukraine vận hành vũ khí không đối đất do phương Tây viện trợ. Sau khi tích hợp tên lửa chống radar Ham, Ukraine bắt đầu trang bị bom dẫn đường Jdammer của Mỹ và tên lửa Hammer do Pháp chế tạo cho tiêm kích. Kỹ thuật viên dường như phải nạp sẵn tọa độ mục tiêu đã biết và các loại vũ khí như Ham. Jerammer và Hammer. Phi công Ukraine sau đó lái tiêm kích đến vị trí khai hòa, có thể nhờ hỗ trợ từ máy tính bảng với tính năng định vị GPS rồi thả vũ khí. Tuy nhiên, thao tác vận hành HAM phức tạp hơn so với các loại vũ khí khác do mục tiêu chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và có thể di chuyển nhanh khỏi vị trí, đặc biệt là các tổ hợp phòng không tích hợp radar trên tiền tuyến. Nhiệm vụ chế áp phòng không đối phương cũng yêu cầu phi công lập tức phản ứng với mục tiêu ngay khi chúng xuất hiện các tiêm kích mà Ukraine thừa hưởng từ thời Liên Xô thiếu màn hình cho phép hiển thị dữ liệu nhằm đảm bảo tương thích liền mạch về ham, jammer và hammer. Do đó, các mẫu máy tính bảng như iPad được sử dụng để khắc phục hạn chế này. Máy tính bảng trong buồng lái có thể đóng vai trò cảnh báo tín hiệu radar theo thời gian thực cho phi công Ukraine thông qua bộ thu tín hiệu trên giá treo vũ khí hoặc đầu dò của tên lửa ham. Phi công Ukraine sẽ sử dụng dữ liệu này để xác định vị trí mục tiêu hoặc tránh khu vực có nguy cơ bị phòng không Nga bắn hạ giúp tăng hiệu quả vũ khí và khả năng sống sót. Quân đội Nga tiếp tục phá hủy hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Ukraine bằng một đòn tấn công chính xác từ máy bay không người lái Lancet. Theo Top World, máy bay không người lái UAV Nga đã phát hiện ra hệ thống HIMARS của Ukraine khi đang tiến hành trinh sát khu vực Krasny-Liman. Ngay lập tức, tọa độ mục tiêu đã được chuyển đến UAV Lancet. Kết quả, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS đã bị phá hủy chỉ bằng một đòn tấn công chính xác. Hiện giới chức Ukraine vẫn chưa bình luận về thông tin này. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Nó có khả năng tấn công mở rộng, nhắm vào các mục tiêu ở khoảng cách xa và hỗ trợ các hoạt động quân sự trên nhiều môi trường chiến đấu khác nhau. Trong khi đó, máy bay không người lái Lancet đang được các lực lượng Nga triển khai rộng rãi trong cuộc xung đột với Ukraine. UAV đã chứng minh hiệu quả trong thực chiến khi liên tiếp vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của đối phương. Trong một diễn biến liên quan khác, quân đội Nga cũng đã sử dụng chiến thuật màn khói để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine. Trong các đoạn video được truyền thông Nga công bố, quân đội nước này đã sử dụng xe tải quân sự TDA-3 để tạo ra những màn khói dày đặc ở làng Belogorovka. Những màn khói này sau đó hợp lại thành một đám mây lớn che phủ mọi thứ trong tầm mắt. Truyền thông nga cho biết việc ngụy trang bằng khói khiến Ukraine không thể dùng UAV trinh sát để xác định vị trí của chúng ta. Bằng cách này, lực lượng nga đã tiếp cận và chiếm được một số cứ điểm quan trọng của đối thủ. Các chuyên gia quân sự tiết lộ TDA-3 là vũ khí được gắn trên khung gầm xe tải KamAZ 5350 được nga sử dụng lần đầu tiên vào năm 2016. Loại xe quân sự này gồm một thùng chứa hỗn hợp tạo khói và thiết bị điều khiển cần hai binh lính để vận hành. TDA3 được cho là chỉ cần 5 phút để sẵn sàng hoạt động, có thể tạo ra 13 kg khói một phút. Mỗi bình chứa được nạp đầy có thể tạo khói liên tục trong vòng 6 giờ đồng hồ. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng chiến thuật màn khói. Hồi đầu tháng 1 năm nay, các xe tải TDA3 cũng được triển khai tới bán đảo Crimea để bảo vệ các vị trí quan trọng trước nguy cơ không kích từ Ukraine. Nga tuyên bố phá hủy loạt nhà chứa UAV tại sân bay ở tỉnh Dnipro, đồng thời tập kích hai căn cứ không quân quan trọng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc các cánh quân đã phá hủy các nhà chứa máy bay không người lái UAV vũ trang của Ukraine tại sân bay Kamenka ở tỉnh Dnipro. Cơ quan này cũng tuyên bố kho chứa vũ khí hàng không, thiết bị máy bay tại căn cứ Priluki ở tỉnh Chernihiv và sân bay Starokonstantinov thuộc tỉnh Khmelnytsky cũng bị đánh trúng. Hình ảnh được đăng tải cho thấy UAV Nga theo dõi các nhà vòm tại sân bay Kamenka, địa điểm nằm cách tiền tuyến gần 120 km. Ba nhà chứa trong số này có tường che chắn phía sau. Một UAV cỡ lớn cũng được phát hiện đang nằm trong nhà chứa cạnh đó. Nhiều ô tô di chuyển và tập kết trước khu nhà có tường che, trước khi tên lửa lao xuống và phát nổ, gây cháy và sụp đổ hai công trình. Nhà chứa thứ ba cũng bị sập tường, trong khi mảnh văng và sóng xung kích từ vụ nổ cũng tác động đến khu vực xung quanh. Bộ Quốc phòng Nga không công bố vũ khí được sử dụng, nhưng truyền thông nước này nói rằng đó là một tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M. Tuy nhiên, phía quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Sân bay Staro từng nhiều lần hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga. Do đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 được trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow Scat EG do Anh và Pháp viện trợ. Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng có nhiều lý do khiến Moscow chưa thể ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa từ tên lửa Storm Shadow scarp -E buộc Nga liên tục tập kích căn cứ đóng quân của phi đội Su-24M Ukraine. Trước đó, theo tạp chí Der Spiegel, Ukraine đã đề nghị mua hơn 800 máy bay không người lái trinh sát Vector của nhà sản xuất máy bay không người lái UAV Quantum System GmbH của Đức. Tuần trước, người đứng đầu công ty Quantum System GmbH Florian Sebel đã đến thăm Ukraine cùng với Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Robert Habeck. Trong chuyến thăm này, Kiev đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm 812 chiếc UAV Vector và đã nộp đơn lên văn phòng phụ trách vấn đề Ukraine của Bộ Quốc phòng Đức. Được biết, công ty Quantum System GmbH đã mở một nhà máy sản xuất và trung tâm phát triển UAV tại Ukraine. Công ty có kế hoạch đầu tư 6 triệu euro vào các cơ sở sản xuất ở Ukraine trong 2 năm tới. Quantum System hiện vận hành một trung tâm dịch vụ ở Ukraine chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên gia, bảo trì máy bay không người lái và hậu cần nhà sản xuất Đức đã cung cấp máy bay không người lái Vector cho Kiev kể từ tháng 5 năm 2022. Cho đến nay, hơn 210 chiếc UAV này đã được chuyển giao, trong đó khoảng 1 phần 3 đã bị phá hủy. <cười> <cười> Hàng tin RIA Novosti của Nga hôm 28 tháng 4 công bố video binh sĩ nước này đang khám nghiệm xe phá min M1150 và xe cứu kéo M88A2 Hekwin của Ukraine được kéo về từ tiền tuyến gần thành phố Adipka hồi tuần trước trung đoàn phó có biệt danh Vons, người tham gia tịch thu chiếc xe cho ai. Xe phá mìn M1150 bị chọc mù sau khi thiết bị bay không người lái drone đánh chính xác vào hệ thống cảm biến quang học. Nó đổi hướng di chuyển và lao thẳng vào bãi mìn, khiến phần sườn sau bên trái bị thổi bay. Chiếc M1150 bị hạ gần thành phố Adipka hồi cuối tháng 2, đánh dấu lần đầu thiết giáp dùng khung thân xe tăng Abram bị loại khỏi vòng chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, nó chỉ được lực lượng Nga kéo về sau gần 2 tháng, khi quân đội Ukraine bị đánh bật khỏi khu vực và tiền tuyến lùi xa khỏi Adipka. Vos nói rằng các binh sĩ Nga phải dùng thuốc nổ phá xích trước M-1150, sau đó huy động hai xe cứu kéo để đưa nó về hậu phương. Quá trình nghiên cứu và khôi phục được tiến hành ngay sau đó. Vos nhận xét, chiếc xe nặng tới 70 tấn và mắc kẹt trong bùn lầy. Nó dường như được thiết kế cho tác chiến trên sa mạc, không phù hợp với địa hình đất đen và bùn lầy. Cỗ máy này chỉ phù hợp để giải tán các cuộc biểu tình của nông dân Đức không thể chiến đấu ở đây. Binh sĩ cảnh quân trung tâm của Nga cũng tịch thu và khám nghiệm một xe cứu kéo hạng nặng M88A2 Hekwin của Ukraina bị hạ gần làng Berdychi, tây bắc thành phố Adipka. Sĩ quan có biệt danh Kaza nói, các đơn vị xung kích đã tịch thu chiếc xe để làm chiến lợi phẩm sau khi binh sĩ Ukraina bỏ chạy. Hư hại cho thấy nó bị tập kích bằng drone góc nhìn thứ nhất và cháy khoang động cơ. Xe phá mìn M1150 có giá khoảng 4 triệu đô la Mỹ, sử dụng khung thân xe tăng M1 Abram, gắn bộ cành mìn của Anh và bị phóng dây nổ để phá mìn từ xa. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá nó là một trong những phương tiện được bảo vệ tốt nhất và linh hoạt nhất trên chiến trường Ukraine. Đây là một trong những phương tiện thiết giáp nặng nhất thế giới với trọng lượng lên tới 80 tấn. Mặc dù Mỹ không cung cấp thông tin chính thức, nhưng giới phân tích cho rằng phương tiện có thể đã được chuyển đến cùng với xe tăng Abram tầm khoảng giữa tháng 10. Không rõ số lượng M1150 mà Kiev đang sở hữu, do lầu năm góc chưa bao giờ công bố thông tin về các đợt viện trợ loại xe này cho quân đội Ukraine. Dữ liệu nguồn mở cho thấy Kiev đã mất ít nhất hai xe M1150 do chúng mìn gần Adipka. Đây là tổn thất lớn với quân đội Ukraine, khiến họ gặp thêm nhiều khó khăn khi đối mặt với những bãi mìn dày đặc của đối phương. Đài RT dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang đàm phán với Washington về việc hỗ trợ quân sự kinh tế và chính trị trong thập kỷ tới. Ông Zelensky nhấn mạnh những cam kết như vậy là cần thiết để ngăn chặn bước tiến gần đây trên chiến trường của lực lượng Nga và giúp Kiev giành được ưu thế. Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận: "Chúng tôi đang đề nghị mức hỗ trợ cụ thể trên giấy trong năm nay và 10 năm tới, bao gồm hỗ trợ quân sự, tài chính, chính trị và sản xuất vũ khí chung. Ông Zelensky kỳ vọng thỏa thuận dài hạn đang đàm phán với Washington sẽ là hiệu ước mạnh mẽ nhất đối với Kiev." Ông Zelensky nói, tôi muốn hiệp ước song phương của Ukraine với Mỹ cần bao gồm các mức viện trợ cụ thể. Thỏa thuận này phải thực sự mẫu mực và phản ánh sức mạnh lãnh đạo của Mỹ. Trước đó, theo báo Washington Post, việc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ 95 tỷ đô la Mỹ sau tranh cãi trong nội bộ Quốc hội là một thắng lợi của Tổng thống Joe Biden, trong đó khoảng 61 tỷ đô la Mỹ là tiền viện trợ dành riêng cho Ukraine. Đây được xem là gói viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ cho Ukraine tính từ đầu xung đột Ukraine-Nga tới nay gói viện trợ cho phép Mỹ mua thêm thiết bị do các công ty Mỹ sản xuất để chuyển cho quân đội Ukraine. Và mới đây nhất, vào hôm 27 tháng 4, một số lượng lớn đạn pháo, tên lửa phòng không và xe bọc thép đã bắt đầu được chuyển đến Ukraine. Giới chức Mỹ cho biết họ hy vọng sự hỗ trợ từ Washington sẽ cho Kiev thêm thời gian để tự bổ sung lực lượng chiến đấu và tăng cường phòng không trước các cuộc tấn công dự kiến của Nga. Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ không nêu tên cho biết, Khoản viện trợ của Mỹ sẽ giúp Ukraine ứng phó tốt hơn trước các cuộc tấn công liên tục của Nga, dù ở tiền tuyến hay trên bầu trời. Ngoài yêu cầu Mỹ viện trợ dài hạn, ông Zelensky còn kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng cung cấp thêm vũ khí phòng không, bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, EU và NATO. Về mong muốn gia nhập EU, ông Zelensky lưu ý Kiev đã đáp ứng tất cả điều kiện để bắt đầu đàm phán gia nhập. Vì vậy, EU phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Về gia nhập NATO, ông Zelensky cho rằng mọi quốc gia chia sẻ các giá trị chung và sẵn sàng bảo vệ chúng xứng đáng được mời tham gia liên minh quân sự này. Tờ The Economist ngày 24 tháng 4 đã ví von rằng việc ném cho một người sắp đuối nước một chiếc áo phao có thể loại bỏ được mối nguy hiểm trước mắt. Nhưng nếu người đó còn cách xa bờ hàng dặm và trong làn nước lạnh giá, anh ta vẫn có thể gặp nguy hiểm. Đó là cách The Economist nói đến Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký một dự luật bị trì hoãn từ lâu, trong đó sẽ phân bổ hỗ trợ tài chính và quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ để giúp Ukraine đối phó với Nga, cũng như cung cấp tiền cho Israel và Đài Loan, Trung Quốc. Nếu khoản viện trợ này không được thông qua, Ukraine sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất thêm lãnh thổ trong cuộc tấn công mới dự kiến vào đầu mùa hè tới của Moscow. Mặc dù 61 tỷ đô la Mỹ sẽ giúp Ukraine tồn tại, nhưng nước này vẫn còn rất xa bờ. Tin vui cho Ukraine là gói viện trợ mới nhất của Mỹ sẽ sớm được triển khai ra tiền tuyến. Kể từ khi tiền bắt đầu cạn kiệt vào mùa thu, tình trạng thiếu nguồn cung cấp quan trọng, đặc biệt là đạn pháo, đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Hỏa lực đạn pháo của Nga nhiều hơn Ukraine gấp 5 lần, với đạn dược đã được dự trữ tại các căn cứ của Mỹ ở Ba Lan, hạn chế về hỏa lực của Ukraine, giờ đây sẽ được tháo gỡ. Khi đạn pháo tới tay Ukraine, Nga sẽ đối mặt với nhiều mối nguy hiểm hơn khi tập trung quân và xe tăng cho các cuộc tấn công mới. Việc chuyển giao thiết bị bay không người lái, drone và tên lửa đánh chặn vốn rất cần thiết cho Ukraine sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng cuối cùng, Nga sẽ không còn kiểm soát bầu trời nữa, đặc biệt là ở tiền tuyến. Tuy nhiên, theo The Economist, tin tốt này không đủ để giảm bớt một số thực tế đáng lo ngại. Thứ nhất, mặc dù gói viện trợ mới sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, nhưng nó không đủ để giúp nước này giành lại lãnh thổ, hiện chiếm khoảng 18% diện tích đất đai của Ukraine. Bài học từ cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái khiến Ukraine phải trả giá đắt về nhân lực và vật lực. Thứ hai, Cuộc chiến tại Quốc hội Mỹ để dự luật được thông qua là dấu hiệu của những rắc rối phía trước. Con số 61 tỷ đô la Mỹ gần bằng số tiền Mỹ chi cho Ukraine trong khoảng 20 tháng đầu của cuộc chiến. Sau đó, nguồn tài trợ của nước này cạn kiệt. Do đó, khoản tiền mới có thể được sử dụng hết vào cuối năm 2025. Ngay cả khi số tiền này còn dư cũng chưa chắc được sử dụng nếu ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Trong trường hợp ông Biden vẫn là tổng thống, cuộc chiến vừa diễn ra tại Quốc hội có thể sẽ tái diễn một lần nữa vào năm tới. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ có thể là gói cuối cùng. Đúng ra mục tiêu của phương Tây là một Ukraine ổn định, an toàn và thịnh vượng, nằm trong các biên giới có thể phòng thủ được và tiến tới trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo The Economist, những vấn đề liên quan tới ủng hộ Ukraine trong nội bộ nước Mỹ có nghĩa là các nhà lãnh đạo châu Âu nhận thấy rằng họ sẽ phải gánh thêm trách nhiệm để thực hiện mục tiêu trên và sẽ cần một ngành công nghiệp quốc phòng lớn hơn. Mặc dù châu Âu là nhà viện trợ tài chính và nhân đạo lớn nhất cho Ukraine, nhưng về mặt hỗ trợ quân sự, chi tiêu của châu Âu và Mỹ gần như ngang nhau. Nhờ có viện trợ của Mỹ, các nhà lãnh đạo châu Âu có nhiều thời gian hơn để tìm ra cách giúp Ukraine giành chiến thắng. Quy mô của nhiệm vụ này đồng nghĩa công việc của họ cũng không kém phần cấp bách. Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga phải duy trì động lực hiện tại ở khu vực hoạt động quân sự trong khi sự hoảng loạn ở phía đối phương đang gia tăng. Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói, thông tin trực tiếp cho thấy ở phía Ukraine, sự hoảng loạn đang gia tăng ở tiền tuyến. Điều quan trọng đối với chúng tôi lúc này là duy trì động lực, không dừng lại và tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch quân sự. Ở chiều đối diện, Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Oleksandr Shishky cho biết, các binh sĩ của ông đang theo dõi chặt chẽ sự gia tăng số lượng quân Nga tại Kharkov, thành phố lớn thứ hai ở nước này. Kharkov với 1,3 triệu dân, nằm cách biên giới Nga 30 km, đã phải hứng chịu các cuộc không kích trong những tháng gần đây khiến nó trở thành một nơi không thể ở được. Theo Tổng tư lệnh Ukraine, có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang trực tiếp chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở phía bắc nước này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev vẫn đang chờ đợi nguồn cung cấp mà các đồng minh đã hứa, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm hôm 28 tháng 4, ông nói, chúng tôi đang mong đợi khối lượng và phạm vi đó có thể thay đổi tình hình trên chiến trường vì lợi ích của Ukraine, Ông Zelensky cũng cho biết đã nói chuyện với lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện Mỹ. Hakim Jeffrey và cảm ơn Quốc hội Mỹ vì đã thông qua gói viện trợ được chờ đợi từ lâu cho Ukraine. Trong cuộc trò chuyện với ông Jeffrey, tôi đã nhấn mạnh rằng hệ thống Patriot là cần thiết và cần được chuyển giao càng sớm càng tốt. Trong một diễn biến đáng lo ngại với Ukraine, các quan chức Nga trước đó cảnh báo phương Tây về việc Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu tài sản bị đóng băng của Nga bị tịch thu và rằng Nga sẽ áp dụng những biện pháp ăn miếng trả miếng cũng như đưa ra những thách thức pháp lý vô tận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói, Moscow sẽ không bao giờ nhận lại các khu vực Ukraine đã sáp nhập với nước này để đổi lấy tài sản bị đóng băng. Để đối phó với kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 đô la Mỹ tài sản của Nga ở phương Tây, chủ yếu là các tổ chức tài chính phương Tây thay vì Mỹ. Ông Dmitry Peskov cho biết, phương Tây còn nhiều tiền ở Nga và Moscow có thể nhắm tới số tiền này khi áp dụng các biện pháp đáp trả. Quan chức này tuyên bố, triển vọng về những thách thức pháp lý nhằm chống lại việc tịch thu tài sản của Nga sẽ rộng mở. Nga sẽ tận dụng lợi thế đó và sẽ không ngừng bảo vệ lợi ích của mình. Iaia Saria, phát ngôn viên lực lượng Houthi ở Yemen cho biết, sáng 30 tháng 4, Houthi đã tập kích hai chiến hạm Mỹ cùng tàu hàng Cyclades ở Biển Đỏ và tàu hàng msc orion ở nội dương đồng thời nhấn mạnh các chiến dịch đều thành công nhưng không nêu chi tiết houthi cho biết tàu cyclades cờ hy Lạp đã che giấu điểm đến thực sự của mình và bị houthi tập kích chính xác khi rời cảng elias trong khi đó houthi mô tả msc orion cờ bồ đào nha là tàu hàng của israel tín hiệu từ hệ thống nhận dạng tự động ais cho thấy nó khởi hành từ oman houthi không nêu thông tin hai chiến hạm mỹ bị nhắm mục tiêu Giới chức Mỹ cũng chưa bình luận về thông tin trên. Vài ngày trước, lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã ra tuyên bố thừa nhận đã bắn tên lửa vào một tàu chở dầu của Anh trên Biển Đỏ và một thiết bị bay không người lái của Mỹ ở miền Bắc Yemen. Tuyên bố nêu rõ, nhánh hải quân của lực lượng này đã bắn tàu chở dầu Andromeda Star của Anh, trong khi nhánh không quân bắn hạ thiết bị bay MQ-9 của Mỹ ở khu vực Saada, governorate. Trên website, cơ quan vận tải thương mại hàng hải Anh xác nhận một tàu của nước này đã bị hư hại do chúng tên lửa ở ngoài khơi Yemen. Ngoài ra, lực lượng Houthi cũng đã phóng một số tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh vào một số mục tiêu ở thành phố cảng Eliad của Israel. Phát ngôn viên Syria còn tuyên bố Houthi đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Darwin ở Vịnh Aden. Tàu MSC Darwin 6 treo cờ Liberia và lúc đó đang di chuyển giữa các cảng thuộc thành phố Aden, Yemen và Djibouti. Thuyền trưởng của một con tàu cho hay đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy nước bắn tung tóe và khói bốc lên từ biển, cách cảng Aden của Yemen khoảng 15 hải lý về phía tây nam. Theo cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh, UKMTO, cơ quan này cho biết thêm thủy thủ đoàn và tàu đều an toàn. Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Anh thông báo đã bắn hạ một tên lửa của Houthi đang bay về phía một tàu chở hàng của anh trên vịnh Aden. Cụ thể, tàu chiến HMS Diamond đã dùng hệ thống tên lửa Sea Viper bắn hạ mục tiêu của Houthi. Người phát ngôn của Houthi, Yahya Saria, sau đó cũng đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội X. Anh và Mỹ dẫn đầu liên minh chống lại các vụ tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thuyền thương mại trên biển đỏ, nơi chiếm khoảng 12% tổng lượng hàng hóa vận chuyển theo đường biển của thế giới. Từ đầu năm nay, hai nước đã phối hợp tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, cũng như đánh chặn các tên lửa của lực lượng này trên biển đỏ. Phía Houthi cũng nói rõ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine cho tới khi Israel phải ngừng các hành động chống lại người dân ở dài Gaza. Theo tờ Newsweek, thành phố Adipka, tỉnh Donetsk, pháo đài phía đông của Ukraine đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga vào tháng 2. Kể từ đó, lực lượng Nga được cho là đã không ngừng tiến công tại khu vực xung quanh thành phố này. Những ngày gần đây, cả truyền thông Nga và truyền thông Ukraine đều đưa tin về những bước tiến đáng kể của quân đội Nga tại làng Ocheritino, cách Adipka khoảng 16 km về phía tây bắc. Nga dường như đã thực hiện được điều mà giới quan sát cho là đột phá ở mặt trận Tây Bắc Adivka. Mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW của Mỹ đăng tải lược đồ về những tiến bộ gần đây của Nga xung quanh Adivka, đặc biệt là ở làng Ocheritino. Theo ISW, các lực lượng Nga dường như đang nhắm đến việc thâm nhập rộng rãi vào phòng tuyến của Ukraine ở phía Tây Bắc Adivka, nhưng khả năng thành công của họ có thể bị suy giảm do sự xuất hiện các viện trợ từ Mỹ và phương Tây tới tiền tuyến trong thời gian tới. Trong khi đó, kênh Military Summary đưa tin, binh sĩ Ukraine đang chạy trốn khỏi vòng vây của lực lượng Nga giữa Ocheritino và Novokalinovo để tìm cách rút về Akhangansk. Theo kênh Riba, trên mặt trận Bắc Adipka, quân đội Nga đang tiến về phía Akhangansk, giao chiến tại Keramik. Sau khi họ dọn sạch Novokalinovo, áp lực lên các vị trí của Ukraine sẽ ngày càng gia tăng. Còn theo kênh Suryak Maps, tình hình phía tây bắc thành phố Donetsk, trong những ngày qua, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát hơn 30% diện tích Netailov. Mặt khác, những thay đổi đã xảy ra tại Nevskoye vì các nhà kho cũng như khu vực xung quanh vẫn nằm trong vùng xám. Trong khi đó, kênh Ukraine Watch cho biết bước tiến nhanh hơn của lực lượng Moscow khi xác nhận các mũi xung kích đã đột phá tới Netailovo. Cuộc giao tranh đang diễn ra tại trung tâm ngôi làng. Kênh RV Voenkori cũng đưa tin Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc giành quyền kiểm soát Novobakmutovka trong trận chiến gần Adipka. Theo đó, các lực lượng vũ trang Nga đã đánh bại đội hình của ba lữ đoàn 142, 24, 68 của Ukraine tại các khu vực Leninskoye, Keramik và Semenovka. Ở chiều đối diện, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sitsky thừa nhận trên Facebook rằng tình hình mặt trận phía đông đang xấu đi và Nga gần đây giành được một loạt các lợi thế trên trận địa. Theo Tổng tư lệnh, các đơn vị Ukraine buộc phải triệt thoái, lùi về hướng Tây để xây dựng các tuyến phòng thủ mới ở một số khu vực sau khi bị mất quyền kiểm soát một vài nơi trước đà tiến của quân đội Nga. Cụ thể, các cánh quân của lực lượng Ukraine đã tập kết ở những vị trí mới của phía tây các làng Bedechi và Semenovka, phía bắc Adipka. Theo tướng siski quân đối phương tập trung các nỗ lực chính tại một số khu vực, tạo nên lợi thế đáng kể về binh lực và phương tiện. Ông thừa nhận, Nga đã giành được chiến thắng chiến thuật tại một số đoạn của tiền tuyến. Dù vậy, quân đội Nga vẫn chưa đạt được lợi thế về chiến dịch. Tổng tư lệnh Ukraine cho hay, đã chuyển các lữ đoàn khác đến những khu vực trên để thay thế vào vị trí của các đơn vị bị tổn thất khi giao tranh với quân đội Nga. Hôm 28 tháng 4, trên Telegram, Tổng tư lệnh Ukraine, suisky thông báo binh sĩ Ukraine đã thiết lập các vị trí ở phía tây các ngôi làng như Berdichi, Semenivka và Novo Mikhailivka. Berdichi và Semenivka nằm phía bắc Adivka, còn Novo Mikhailivka nằm phía nam vùng Donetsk gần thị trấn Marinka. Tổng tư lệnh Ukraine viết, nhìn chung đối phương đã đạt được những thành công về chiến thuật nhất định tại các khu vực này, nhưng không thể giành lợi thế về mặt hoạt động. Ông Suisky nói thêm rằng, các lữ đoàn Ukraine được nghỉ ngơi đã được luân chuyển tới các khu vực trên nhằm thay thế những đơn vị đã chịu tổn thất. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã kiểm soát làng Novo Park Motivka gần Berdichi, nhưng quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận nào. Tuy nhiên, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ tin rằng, việc lực lượng phòng vệ Ukraine rút lui khỏi hàng loạt vị trí ở Berdychi, Semenovka và Novo Mikhailovka không góp phần giúp quân đội Nga nhanh chóng đạt được thành công về mặt chiến thuật và lực lượng Moscow khó có thể đạt được sự thâm nhập sâu hơn đáng kể ở khu vực này trong thời gian tới. Những bước tiến gần đây của lực lượng Nga đã buộc quân đội Ukraine phải rút lui khỏi hàng loạt vị trí chiến thuật dọc theo chiến tuyến phía tây Adipka. Mặc dù những cuộc rút lui này chưa góp phần giúp Nga đạt được những thắng lợi chiến thuật nhanh chóng, các nhà phân tích cho rằng, lực lượng Nga khó có thể đạt được sự thâm nhập sâu hơn và có ý nghĩa về mặt hoạt động trong khu vực trong thời gian tới. Tướng Suisky cho biết, việc rút lui là để ổn định tình hình ở hướng Adipka. Quân đội Ukraine đang bố trí lại các lữ đoàn đã nghỉ ngơi và phục hồi. Sự xuất hiện của lực lượng tiếp viện Ukraine đã được khôi phục, có thể sẽ cho phép lực lượng phòng vệ làm chậm các bước tiến chiến thuật của Nga và giúp ổn định mặt trận. Nhưng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Petkov tuyên bố, lực lượng Ukraine ở tiền tuyến đang hoảng loạn khi quân đội Nga liên tiếp đạt được bước tiến trên chiến trường. Ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 28 tháng 4, sự hoảng loạn đang gia tăng trên tiền tuyến của Ukraine. Đây là thông tin được ghi nhận trực tiếp tại chiến trường. Điều quan trọng với chúng ta bây giờ là phải duy trì động lực, không được dừng lại và tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch đặc biệt. Giới chức Mỹ cho rằng, nguyên nhân khiến Ukraine liên tục gặp thất bại trên chiến trường, đặc biệt tại Adipka, là do nguồn cung vũ khí và đạn dược từ nước ngoài bị gián đoạn. Tuy nhiên, chính phủ Nga nhận định không có vũ khí phương Tây nào có thể thay đổi được cục diện trên chiến trường. Tờ Politico dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết, Nhà Trắng cũng không tin rằng gói viện trợ mới nhất của nước này có thể giúp Ukraine giành ưu thế trong xung đột. Trả lời hãng thông tấn TSN Ukraine, một binh sĩ thuộc lữ đoàn Azov của Ukraine chia sẻ về tình trạng không một ai sẵn sàng ra tiền tuyến của nam giới nước này. Theo TSN, một binh sĩ với biệt danh Nico này đã mất một chân, nhưng anh vẫn đang phục vụ trong quân đội Ukraine vì không có ai thay thế. Nico nói với TN, không ai sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine vào những ngày này. Cũng theo Nico, vì không muốn gia nhập quân ngũ, có nhiều người Ukraine đã chọn cách bơi qua sông Tít và thiệt mạng vì đuối nước ở đó. Nico nói rằng, tốt hơn là bạn nên đi ra chiến trường và hy sinh như một người đàn ông thực thụ, như một chiến binh đã đứng lên chiến đấu cho gia đình, đất nước của anh ta hơn là ra đi vì đuối nước. Trước đó, báo Kiev Post hồi tháng 3 đưa tin độ tuổi trung bình của binh sĩ trong lực lượng Ukraine là 43. Binh sĩ có tên Vadim thuộc đơn vị phòng thủ lãnh thổ của Ukraine chia sẻ với tờ Kiev Post Tôi đã mất nhiều người trên 40 tuổi trong đơn vị của mình, gần một nửa tổng số nhân sự. Theo nhận định của Kiev Post, việc thay thế những binh sĩ đã phục vụ trong thời gian xảy ra xung đột vừa qua có vẻ khó khăn cho Ukraine. Khi nhiều vụ bê bối được đưa ra ánh sáng, cho thấy một số trung tâm huy động binh sĩ đã buộc nhiều đàn ông Ukraine phải ra khỏi nhà và đưa họ đi. Đài BBC gần đây cũng đưa tin 650.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi quân ngũ trong hai năm qua đã tìm cách rời khỏi đất nước, hầu hết vượt biên qua Ba Lan và Slovakia. Ukraine hiện nay cần thêm binh sĩ để tiếp tục cuộc xung đột khắc nghiệt với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng Tư đã ký thông qua luật hạ độ tuổi huy động quân cho nhiệm vụ chiến đấu từ 27 xuống 25. Ông cũng ký đạo luật yêu cầu có thêm đánh giá y tế với nam giới thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự vì khuyết tật. Những đạo luật này nhằm giúp Ukraine tăng cường tuyển tân binh sau nhiều tổn thất về nhân lực trong hơn 2 năm xung đột với Nga. Tuy nhiên, quyết định này được cho có thể làm đảo luận cuộc sống của hàng nghìn nam giới trẻ tuổi Ukraine. Thiếu binh sĩ được cho là thách thức lớn nhất với Ukraine trong năm nay, khi các chỉ huy quân sự đều nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ hiện tại chỉ là giữ vững phòng tuyến và xây dựng lại lực lượng. Trong những tháng đầu xung đột, Ukraine đã chứng kiến hàng trăm nghìn tình nguyện viên đến các văn phòng tuyển dụng để đăng ký tổng quân với tinh thần chiến đấu cao. Nhưng giờ điều đó không còn nữa. Một số nhà quan sát cho rằng, việc bắt đầu đàm phán với Nga sẽ giúp Ukraine câu giờ bởi gói hỗ trợ mới được thông qua của Mỹ sẽ không thể đến tay Kiev ngay lập tức. Liên quan đến đàm phán hòa bình, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thông báo Hội nghị hòa bình cho Ukraine sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 tháng 6 và 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock ở bang Nisvaden. Hội nghị được tổ chức theo đề nghị của Kyiv và dựa trên công thức hòa bình 10 điểm mà nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho rằng quốc tế có thể khiến Nga khôi phục nền hòa bình ở Ukraine và hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 6 có thể đặt nền móng cho điều này. Ông Zelensky nhấn mạnh chúng tôi chắc chắn rằng mọi châu lục đều sẽ có đại diện, những khu vực khác nhau trên thế giới, những quan điểm khác nhau về sự phát triển toàn cầu. Nhưng tất cả đều có chung sự thừa nhận rằng Hiến trương Liên Hợp Quốc và các công ước quốc tế cơ bản là văn bản ràng buộc mọi quốc gia trên thế giới, kể cả Nga. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine đã đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để bắt đầu đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu, EU. Và giờ đây, phía EU có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình. Ông cho biết, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức vào mùa hè này. Cần có một tín hiệu chính trị mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, với việc gói hỗ trợ của Mỹ chỉ vừa được thông qua, một số nhà phân tích về xung đột đánh giá, các động thái tiếp theo của Ukraine để tận dụng tốt nhất gói hỗ trợ mới nên bao gồm việc tăng cường phòng thủ và khai thác khả năng đàm phán với Nga. Kelly Grieco, học giả cấp cao tại trung tâm Stimson cho rằng, Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột này họ không thể giành chiến thắng về mặt quân sự, nhưng có thể giành chiến thắng về mặt chính trị. Ukraine thực sự có thể giành được thắng lợi về chính trị bằng cách không cho Tổng thống Putin đạt được mục tiêu chính của mình. Khi đó, Ukraine vẫn là một nhà nước độc lập với Nga. Các chuyên gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine mang gì đến bàn đàm phán và sử dụng ngoại giao với Nga để ngăn tổn thất thêm về lãnh thổ. Trong khi đó, các chuyên gia khác cũng như các quan chức Ukraine đã chỉ trích những lời kêu gọi đàm phán giữa Kiev và Moscow, đồng thời cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ yêu cầu phi quân sự hóa Ukraine và lợi dụng việc này để đạt được các mục tiêu của mình. Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington trong một báo cáo hồi tháng 3 cho rằng, Tổng thống Putin tiếp tục duy trì các mục tiêu tối đa ở Ukraine, tức là sự đầu hàng hoàn toàn của Kiev và phương Tây, đồng thời cáo buộc Nga không quan tâm đến những cuộc đàm phán thiện trí với Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thì nhận định Nga không đáng tin và đây là một thực tế mà ông cho là đã được chứng minh qua những thất bại trong các cuộc đàm phán trước đây. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho nước này, nhưng chỉ trên những điều kiện bình đẳng, phù hợp với lợi ích an ninh quan trọng của Moscow. Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng, việc thảo luận nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine trên cơ sở công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky là sự lãng phí thời gian và trí tuệ một cách vô nghĩa. Thách thức hiện nay của Ukraine là việc gói hỗ trợ bị trì hoãn trong 6 tháng qua đã đặt nước này vào tình thế khó khăn và điều đó khó có thể giải quyết ngay lập tức, kể cả khi việc viện trợ đã được thông qua. Bà Jennifer Kavanagh, thành viên cấp cao tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho rằng bắt đầu đàm phán sẽ giúp Ukraine câu giờ bởi gói hỗ trợ được thông qua của Mỹ sẽ không thể đến ngay lập tức. Sau khi liên xô tan rã, Kazakhstan được thừa kế hàng loạt trung đoàn chiến đấu cơ đóng quân trên lãnh thổ nước này. Nhiều phi đội đã bị loại biên trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng của Kazakhstan những năm gần đây, được thay thế bởi tiêm kích hạng nặng Su-30SM do Nga chế tạo. Mới đây, trang tin Business Insider của Mỹ dẫn thông tin từ báo The Kiev Post, Ukraine cho biết chính phủ Mỹ đã mua 81 máy bay chiến đấu thời Liên Xô từ Kazakhstan. Đây là những máy bay mà Kazakhstan không còn sử dụng và được bán trong một cuộc đấu giá gần đây. Kazakhstan Quốc gia đang nâng cấp đội máy bay quân sự của mình đã bán đấu giá 117 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom từ thời Liên Xô, bao gồm tiêm kích đánh chặn MiG-31, máy bay ném bom MiG-27, tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom Su-24, có từ thập niên 1970 và 1980. Tổng giá trị của số máy bay này là 1 tỷ tenge của Kazakhstan, khoảng 2,26 triệu đô la Mỹ, tương đương mức giá trung bình của mỗi chiếc máy bay là 19.300 đô la Mỹ. Mỹ đã mua 81 chiếc trong số trên thông qua các thực thể nước ngoài. Các quan chức quân sự Mỹ chưa tiết lộ số máy bay mua lại của Kazakhstan sẽ được sử dụng như thế nào. Song theo thông tin của tờ Kiev Post, thì ngày càng có nhiều đồn đoán rằng có khả năng cuối cùng chúng sẽ được chuyển giao cho Kiev. Mặc dù các tiêm kích không còn có thể sử dụng, nhưng vẫn được xem là nguồn phụ tùng thay thế. Mặt khác, các khung máy bay này có thể được sử dụng làm mồi nhử tên lửa đắt tiền của Nga ở các căn cứ Ukraine. Trước đây, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã mua hoặc chuyển giao rất nhiều thiết bị quân sự của Liên Xô để hỗ trợ và bổ sung cho các loại vũ khí trong biên chế của Ukraine. Tuy nhiên, nhà thầu quốc phòng Kaspek Export của Kazakhstan đã bác bỏ thông tin trên. Đơn vị này cho biết cuộc đấu giá được tổ chức theo đúng luật pháp và với giới chức trách đã xác định rằng tất cả các máy bay chiến đấu chỉ có thể bị loại bỏ để lấy kim loại. Kaspek Export cho biết các công ty nước ngoài không được phép tham gia đấu thầu. Trước đây, Kazakhstan được biết đến là đồng minh của Nga nhưng hiện tại, Kazakhstan ngày càng hợp tác với các quốc gia phương Tây kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Theo nhận định của Paul Gublé, chuyên gia về Á Âu, từng giám đốc nghiên cứu và xuất bản tại Học viện Ngoại giao Azerbaijan, cũng như đã đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau trong Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Mặc dù bị lu mờ bởi cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng những diễn biến ở Bắc Cực trong tháng qua đã tạo tiền đề cho khu vực này trở thành điểm nóng tiếp theo của cuộc đối đầu kinh tế, địa chính trị và quân sự giữa Nga và phương Tây. Căng thẳng mới nhất trong cuộc đối đầu này xảy ra tại cuộc họp của cơ quan quản lý đáy biển quốc tế ở Jamaica hồi cuối tháng 3. Ở đó, các đại diện của Nga đã chỉ trích Mỹ vì những tuyên bố mới mà Washington đưa ra vào tháng 12 năm ngoái về Bắc Cực và đáy biển giàu khoáng sản. Các đại diện của Nga nhấn mạnh rằng Mỹ đang lạm dụng luật pháp quốc tế để có lợi cho mình và gây ra xung đột với Nga, các cường quốc Bắc Cực khác và cả thế giới. Theo các nhà bình luận và chính trị gia Nga, phản ứng của Điện Kremlin có thể bao gồm việc rút khỏi Hội đồng Bắc Cực, Hiệp ước Luật Biển, bác bỏ thỏa thuận baker sevanaze năm 1990 liên quan đến việc thiết lập biên giới biển giữa Moscow và phương Tây, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực để chống lại NATO và Mỹ. Ba diễn biến đang khiến Nga thêm tức giận trước những động thái mới nhất của Mỹ ở Bắc Cực. Thứ nhất, việc mở rộng NATO bao gồm Phần Lan và Thụy Điển khiến Liên minh phương Tây áp sát đến gần Nga hơn bao giờ hết Thứ hai, Moscow thừa nhận kỳ vọng của tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mở rộng tuyến đường biển phía bắc đã bị đình trệ do các lệnh trừng phạt của phương Tây phát sinh từ cuộc xung đột ở Ukraine. Thứ ba, Lầu Năm Góc cho biết sẽ công bố chiến lược Bắc Cực mới dựa trên ba cuộc tập trận quân sự gần đây ở Bắc Cực chỉ trong tháng qua. Nhiều học giả Nga công khai tuyên bố rằng tất cả những điều này tạo thành một cuộc tấn công trực diện vào lợi ích quốc gia của Nga vì nó liên quan đến một khu vực mà Điện Kremlin tin rằng Moscow nên có quyền kiểm soát riêng. Chuyên gia Goble cho rằng, ba mối lo ngại khác đè nặng lên Nga đằng sau những yếu tố này, khiến nhiều khả năng Tổng thống Putin sẽ quyết định vượt ra ngoài các công cụ ngoại giao. Đầu tiên và ngay lập tức nhất, Điện Kremlin cho rằng, hành động của các nhà lãnh đạo phương Tây ở Bắc Cực xuất phát từ niềm tin Nga bị phân tâm và thậm chí bị suy yếu bởi cuộc xung đột ở Ukraine. Nhiều nhà bình luận và quan chức Nga đang kêu gọi một cách công khai và nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin phải đáp trả mạnh mẽ trước nguy cơ phương Tây làm suy yếu nước Nga ở nơi khác. Hai là Tổng thống Putin đã coi việc mở rộng tuyến đường biển phía Bắc là trọng tâm trong kế hoạch hướng về phía Đông và nỗ lực tái khẳng định sức mạnh của Nga. Những dấu hiệu gần đây cho thấy tuyến đường đang gặp khó khăn đã không khiến ông thay đổi quyết định. Đúng hơn, nhà lãnh đạo Nga đã cam kết dành nhiều nguồn lực hơn cho nỗ lực này vì sợ rằng sự thất bại của dự án sẽ làm suy yếu Nga trong mối quan hệ với Trung Quốc và phương Tây. Ba là giống như nhiều người Nga, Tổng thống Putin có vẻ lo ngại rằng nếu Moscow mất quyền kiểm soát đối với tuyến đường biển phía Bắc Nước này có thể mất quyền kiểm soát đối với các khu vực phía bắc nước Nga. Tuy nhiên, Nga vẫn còn một số đòn bẩy ngoại giao, chẳng hạn như thu hút phần còn lại của thế giới và thậm chí cả các đồng minh của Mỹ phản ứng với Washington trong việc mở rộng sự hiện diện ở Bắc Cực. Các quan chức ngoại giao Nga đã nỗ lực thực hiện điều đó tại cuộc gặp ở Jamaica, nêu bật những khác biệt giữa Mỹ và Canada nói riêng và giữa Washington với các nước khác nói chung. Moscow cũng đã thực hiện những nỗ lực như vậy ở những địa điểm khác, gần như chắc chắn rằng những nỗ lực như vậy sẽ tiếp tục và thậm chí còn tăng cường hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, những hành động ngoại giao như vậy khó có thể ngăn cản phương Tây và Mỹ gia tăng hiện diện ở Bắc Cực, trừ khi Nga thể hiện sức mạnh quân sự để hỗ trợ chúng. Do đó, Moscow ngày càng nghiêng về việc sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn chặn phương Tây ở Bắc Cực. Tuy nhiên, việc Nga có thể sử dụng lực lượng quân sự ở Bắc Cực thành công hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Theo Đài Sputnik của Nga, Belarus đang lo ngại về các mối đe dọa an ninh đang nổi lên và học thuyết quân sự mới của Minsk đã mô tả việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga là chìa khóa để răn đe chiến lược trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng. Hội đồng nhân dân toàn Belarus, APA, đã nhất trí thông qua học thuyết quân sự mới, trong khi quốc hội nước này trước đó cũng thông qua khái niệm an ninh quốc gia cập nhật của đất nước. Các tài liệu mới đặt mục tiêu tăng cường an ninh quốc gia với sự phối hợp của nhà nước liên minh tức liên minh phòng thủ giữa Nga và Belarus, cũng như tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO và cộng đồng các quốc gia độc lập CIS. Chiến lược quân sự của Belarus đảm bảo an ninh thông qua ngăn ngừa xung đột và tăng cường phòng thủ, đồng thời coi việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình là một công cụ răn đe khả thi. Ông Dmitry Stefanovic, nhà phân tích tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết chắc chắn có một mối đe dọa đối với Belarus từ phương Tây. Học thuyết quân sự Belarus tuyên bố rất rõ ràng rằng mối đe dọa này có nhiều mặt. Học thuyết không chỉ giải quyết một số loại đối đầu quân sự tiềm tàng mà còn cả những nỗ lực của các bên bên ngoài nhằm khởi động các quá trình gây bất ổn tiêu cực trong nước. Ông Stefanovic cũng lưu ý đến việc NATO tăng cường quân sự ổn định ở sườn phía đông của khối với việc quân sự hóa nhanh chóng ở Ba Lan. Trong hoàn cảnh này, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga là một bước đi đúng hướng trong việc tạo ra khả năng gian đe. Học giả này nhận xét, đây là biểu tượng cho thấy Nga đang mở rộng hoàn toàn chiếc ô hạt nhân của mình cho Belarus và một cuộc xung đột vũ trang ở Belarus không thể không có sự tham gia của Nga với tư cách là người bảo đảm. Nga và Belarus có một đường viên phòng thủ duy nhất của nhà nước liên minh trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực hạt nhân. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng đã cảnh báo rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công kẻ gây hấn sẽ chứng kiến phản ứng ngay lập tức bằng đủ loại vũ khí từ cả minsk và moscow ông lukashenko nhấn mạnh hôm nay chúng tôi hoàn toàn quyết tâm chống lại bất kỳ lực lượng nào gây ra thiệt hại không thể chịu được cho chúng bên cạnh đó tổng thống lukashenko cũng đề cập đến nguy cơ xảy ra sự cố quân sự ở biên giới belarus với ukraine theo nhà phân tích chính trị yuri sepsov giám đốc trung tâm các vấn đề hội nhập châu âu của belarus rủi ro ở biên giới ukraine belarus dường như cao hơn so với thách thức tiềm năng do Litva đặt ra. Tuy nhiên, chuyên gia này còn cho biết thêm, không có mối đe dọa quân sự đặc biệt nào từ Litva, nhưng quân đội của các quốc gia thành viên NATO khác nhau đã được triển khai tại nước này. Ông cũng đánh giá thấp những nỗ lực của vinius trong việc củng cố biên giới với Belarus. Tuy nhiên, ông xếp số cảnh báo rằng Litva có thể nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Atchavets nằm ở quận Atchavets, vùng Grodno, phía tây bắc Belarus. Ngoài ra theo ông, thành phố Grodno nằm ở ngã ba biên giới với Litva và Ba Lan cũng có thể là mục tiêu của một cuộc tấn công nhỏ nào đó. Cuối cùng, nhà phân tích Sepsov kết luận, ngay bây giờ tôi sẽ không coi đây là một mối đe dọa thực sự. Nếu không có vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus, thì có thể có cơ sở để lo ngại. Nhưng vì chúng tồn tại và phần lớn nằm trong tay Belarus, điều này có nghĩa là Belarus khó có thể phải đối mặt với một đòn lớn từ NATO. Và một đòn nhỏ nếu được Litva hoặc phe đối lập Belarus dưới vào bọc Litva tung ra sẽ dễ dàng bị quân đội Belarus đẩy lùi. Hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng các nước Ả Rập và châu Âu đã nhóm họp tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út để thảo luận về những nỗ lực chung hướng tới việc thực hiện giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột đang xảy ra ở Israel và Palestine. Theo AFP, Ngoại trưởng Na Uy Espen Ba Ede, một trong những bên tổ chức cuộc họp tuyên bố rằng nếu muốn thúc đẩy giải pháp hai nhà nước thì điều này sẽ không đến từ các bên xung đột đồng thời nói thêm tôi không tin israel sẵn sàng đàm phán vào thời điểm này cũng như mỹ không sẵn sàng nắm vai trò lãnh đạo cần thiết phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp ông ade bày tỏ hy vọng và vai trò lãnh đạo của các nước ả rập và châu âu trong việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cuộc họp diễn ra bên lề cuộc họp đặc biệt kéo dài hai ngày của diễn đàn kinh tế thế giới ở riyadh phần lớn dành để bàn những giao tranh khốc liệt ở giải gaza ngoại trưởng nước chủ nhà ả rập xê út Faisal bin Fahan cho rằng các biện pháp hữu hình và không thể đảo ngược hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine sẽ là một yếu tố then chốt trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nào. Ông Fahan cho biết thêm, việc kiên trì từ chối giải pháp hai nhà nước chắc chắn sẽ làm suy yếu an ninh và ổn định của khu vực. Trước đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, EU, ông Joseph Borrell cho biết sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo Ả Rập trình bày đề xuất của mình về giải pháp hai nhà nước. Theo ông Borrell, một số nước châu Âu sẽ công bố quyết định công nhận nhà nước Palestine trong tháng tới, bao gồm Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ, Slovenia và Malta. Về phần mình, ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhắc lại sự cần thiết của việc cộng đồng quốc tế phải nghiêm túc nỗ lực hướng tới chấm dứt sự chiếm đóng kéo dài hàng thập kỷ của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine và hỗ trợ người dân Palestine giành được các quyền hợp pháp của mình. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã và đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Một loạt hoạt động ngoại giao trong những ngày gần đây dường như cho thấy các bên đang nỗ lực hướng tới việc tạm dừng giao tranh. Phái đoàn Hamas đã đến Ai Cập ngày 29 tháng 4 và phong trào hồi giáo này dự kiến sẽ phản hồi đối với đề xuất mới nhất về ngừng bắn cũng như trao đổi tù nhân sau gần 7 tháng xung đột ngày 28 tháng 4, ông Sami Abu Juri, một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, tuyên bố lực lượng này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Israel mà không bao gồm việc ngừng chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Trao đổi với báo chí, ông Sami Abu Juri nói thêm rằng Hamas đang nghiên cứu phản hồi chính thức của Israel về đề xuất ngừng bắn mới nhất trong các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian, song nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra quyết định liên quan. Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác của Hamas cho biết Lực lượng này không nhận thấy có vấn đề lớn sau khi xem xét đề xuất mới nhất của Israel về một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Theo quan chức này, bầu không khí hiện tích cực nếu không có những trở ngại mới từ phía Israel. Đài phát thanh công cộng Israel đưa tin một quan chức cấp cao của nước này đã mô tả hiện là thời điểm quyết định trong nỗ lực đạt được thỏa thuận trao đổi con tin mới với Hamas. Theo quan chức này, Israel đang chờ phản hồi của lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwa, hy vọng thỏa thuận này sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ tới. Ông lưu ý rằng Israel đã bày tỏ sự sẵn sàng thực hiện những nhượng bộ rất đáng kể liên quan đến việc đưa những người di tản trở lại phía bắc Gaza. Một phái đoàn của Hamas tới Cairo, Ai Cập trong ngày 29 tháng 4 để đưa ra phản hồi của lực lượng này liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza và đàm phán về thỏa thuận trao đổi con tin với Israel. Trước đó, Mỹ và 17 quốc gia khác đã kêu gọi Hamas thả tất cả các con tin như một giải pháp dẫn tới việc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ngoài ra, nhà trắng cho biết ngày 28 tháng 4 tổng thống mỹ joe biden đã có cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu trong đó hai bên đã đánh giá lại các cuộc đàm phán hiện nay nhằm trả tự do cho các con tin mà hamas cầm giữ cùng với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại gaza thông báo của nhà trắng nêu rõ hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào gaza thông qua việc chuẩn bị mở các cửa khẩu mới ở phía bắc bắt đầu từ tuần này tổng thống biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tiến độ này và tăng cường phối hợp với các tổ chức nhân đạo Bên cạnh đó, ông Biden cũng tái khẳng định quan điểm của mình về khả năng Israel triển khai hoạt động quân sự tại thành phố Rafah. Mỹ tuyên bố sẽ không ủng hộ hoạt động tại Rafah nếu không có kế hoạch nhân đạo phù hợp và đáng tin cậy. Trong khi đó, người phát ngôn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho hay phía Israel đã nhất trí lắng nghe những quan ngại của Mỹ trước khi tiến hành tấn công. Iaia Saria, phát ngôn viên lực lượng Houthi ở Yemen cho biết sáng 30 tháng 4, Houthi đã tập kích hai chiến hạm Mỹ cùng tàu hàng Cyclades ở Biển Đỏ và tàu hàng MSC Orion ở Ấn Độ Dương, đồng thời nhấn mạnh các chiến dịch đều thành công nhưng không nêu chi tiết. Houthi cho biết tàu Cyclades cờ Hy Lạp đã che giấu điểm đến thực sự của mình và bị Houthi tập kích chính xác khi rời cảng Elias. Trong khi đó, Houthi mô tả MSC Orion cờ Bồ Đào Nha là tàu hàng của Israel. Tín hiệu từ hệ thống nhận dạng tự động AIS cho thấy nó khởi hành từ Oman. Hầu thi không nêu thông tin hai chiến hạm Mỹ bị nhắm mục tiêu. Giới chức Mỹ cũng chưa bình luận về thông tin trên. Vài ngày trước, lực lượng hầu thi ở Yemen cũng đã ra tuyên bố thừa nhận đã bắn tên lửa vào một tàu chở dầu của Anh trên biển đỏ và một thiết bị bay không người lái của Mỹ ở miền Bắc Yemen. Tuyên bố nêu rõ nhánh hải quân của lực lượng này đã bắn tàu chở dầu Andromeda Star của Anh trong khi nhánh không quân bắn hạ thiết bị bay MQ-9 của Mỹ ở khu vực Sa'ada Governorate. Trên website, cơ quan vận tải thương mại hàng hải Anh xác nhận một tàu của nước này đã bị hư hại do trúng tên lửa ở ngoài khơi Yemen. Ngoài ra, lực lượng Houthi cũng đã phóng một số tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh vào một số mục tiêu ở thành phố Cảng Elias của Israel. Phát ngôn viên Syria còn tuyên bố Houthi đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Darwin ở vịnh Aden. Tàu MSC Darwin 6 treo cờ Liberia và lúc đó đang di chuyển giữa các cảng thuộc thành phố Aden, Yemen và The Djibouti. Thuyền trưởng của một con tàu cho hay đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy nước bắn tung tóe và khói bốc lên từ biển, cách cảng Aden của Yemen khoảng 15 hải lý về phía tây nam. Theo cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh, UKMTO, cơ quan này cho biết thêm thủy thủ đoàn và tàu đều an toàn. Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Anh thông báo đã bắn hạ một tên lửa của Houthi đang bay về phía một tàu chở hàng của Anh trên vịnh Aden. Cụ thể, tàu chiến HMS Diamond đã dùng hệ thống tên lửa Sea Viper bắn hạ mục tiêu của Houthi. Người phát ngôn của Houthi, Iaya Saria, sau đó cũng đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội X. Anh và Mỹ dẫn đầu liên minh chống lại các vụ tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thuyền thương mại trên biển đỏ, nơi chiếm khoảng 12% tổng lượng hàng hóa vận chuyển theo đường biển của thế giới. Từ đầu năm nay, hai nước đã phối hợp tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, cũng như đánh chặn các tên lửa của lực lượng này trên biển đỏ. Phía Houthi cũng nói rõ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine cho tới khi Israel phải ngừng các hành động chống lại người dân ở dài Gaza. Hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ, ông Anthony Blinken đã đến Ả Rập Xê Út, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du tới Trung Đông, để thảo luận các vấn đề bao gồm việc quản trị Gaza sau khi xung đột với Israel kết thúc. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ tới Israel vào cuối tuần này và dự kiến sẽ thúc ép Thủ tướng Israel Netanyahu thực hiện các bước cụ thể mà Tổng thống Mỹ Biden yêu cầu trong tháng này để cải thiện tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza. Tại Riyadh, Ngoại trưởng Blinken dự kiến gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của Ả Rập Xê Út và tổ chức cuộc họp rộng hơn với các đối tác từ năm quốc gia Ả Rập, gồm Qatar, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani để tiếp tục thảo luận về việc quản lý giải Gaza thời hậu chiến. Ngoại trưởng Blinken cũng dự kiến tập hợp các nước Ả Rập với các quốc gia châu Âu thảo luận về cách giúp đỡ nỗ lực tái thiết Gaza, nơi đã bị biến thành vùng đất hoang tàn sau cuộc bắn phá kéo dài 6 tháng của Israel. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken diễn ra trong bối cảnh Ai Cập dự kiến sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo nhóm Hamas để thảo luận về triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Các cuộc thảo luận về việc tái thiết và quản lý Gaza đã diễn ra trong nhiều tháng nhưng chưa có cơ chế rõ ràng. Mỹ ủng hộ mục tiêu của Israel loại bỏ vai trò trong tương lai của Hamas ở Gaza, nhưng không muốn Israel tái chiếm giải đất này. Thay vào đó, các bên đang xem xét một cơ cấu. Theo đó, chính quyền Palestine được cải tổ với sự hỗ trợ từ các quốc gia Ả Rập. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng đã cảnh báo việc Israel thực hiện cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza có thể dẫn tới việc di dời người Palestine ở bờ Tây sang Jordani sau khi xung đột kết thúc hãng thông tấn Wafa của Palestine cho biết, ông Abbas đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới do Ả Rập Xê Út đăng cai tổ chức. Tổng thống Palestine cho rằng nếu Israel tấn công thành phố Rafah, nơi tập trung phần lớn người dân giải Gaza, thảm họa lớn nhất trong lịch sử của người dân Palestine sẽ xảy ra và họ sẽ phải di rời ra ngoài giải Gaza. Tổng thống Palestine nêu rõ, chúng tôi kêu gọi chấm dứt hành vi xâm lược và viện trợ nhân đạo cho người dân thứ mà họ cần. Và trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc di dời người Palestine, dù là ở Gaza hay Bờ Tây, khỏi quê hương của họ. Ông Abbas cũng kêu gọi các nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine và công nhận đây là quốc gia thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc. Ông Abbas lưu ý, phải có một giải pháp chính trị đưa giải Gaza, Bờ Tây và Jerusalem thành một nhà nước Palestine độc lập thông qua một hội nghị quốc tế. Đây là điều chúng tôi đã kêu gọi kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái cho đến nay. Trong khi Israel có quyền đảm bảo an ninh Người Palestine cũng có quyền giành được quyền tự quyết, một quốc gia độc lập giống như các dân tộc còn lại trên thế giới. Ngoài ra, ông Abbas bày tỏ lo ngại rằng Israel sẽ di dời người Palestine từ bờ tây sang Jordani sau khi xung đột ở Gaza kết thúc.